Hồng Tứ xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Không biết là quý vị có đồng ý với Hồng Tứ một điều hay không? Những bài học đắt giá nhất mà mỗi một người phải trải qua không phải là những bài học quý vị đến trường đến lớp, mà chính là cuộc sống này mang lại. Và đôi khi những bài học này lại để cho mỗi một người phải mang những niềm ân hận suốt cả cuộc đời. Thì chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề với tên gọi Vì cuộc đời không có giá như. Quý vị đang cùng trở lại với chương trình Lời Chưa Nói cùng với Hồng Tứ và Ngọc Ánh. Hello Ngọc Ánh. Dạ vâng, Ngọc Ánh xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả và chị Hồng Tứ đang cùng đến với chương trình Lời Chưa Nói. Thì Ngọc Ánh là với chủ đề ngày hôm nay mà hai chị em mình chọn Vì cuộc đời không có giá như, thì em nghĩ như thế nào khi mà chúng ta làm chủ đề này? Em nghĩ là chắc chắn là trong đây sẽ không chỉ có một mình em và chị đâu, là sẽ tất cả mọi người luôn đều trong cuộc đời sẽ có một vài lần, thậm chí là mình cũng có nhiều lần mắc phải những cái sai lầm mà hoặc là mình đi nhầm đường thôi. Mình cũng sẽ bây giờ mình tự nhiên mình cũng sẽ nghĩ là mình sẽ nói là trời ơi, giá như hồi đó, hoặc là nếu như hồi đó, hoặc là biết vậy hồi đó. Đơn giản như cái việc là chọn ngành học cũng vậy, hoặc là ví dụ như là học nhầm môn, giống như em là triền miên luôn mấy năm trời mà cứ đổi ngành xoành xoạch nè, hoặc là tại vì mình cũng không biết được là mình học cái gì cho nó hợp, cho nên là khi mà mình học sai hoặc là khi mà mình lấy lớp sai á thì nó sẽ tốn thời gian của mình là một. Đúng. Thứ hai nữa là mình sẽ có thể mình không có hiểu được hết những cái gì mà mình đang học, cho nên là đôi khi thì sẽ có những là nếu như hoặc là giá như, thì em không biết là chị có trong hoàn cảnh đó chưa nè. Chắc chắn là cũng có, tại vì Hồng Tứ cũng là con người thì chắc chắn là mỗi lần mà đưa ra quyết định nào thì không thể nào mà mình biết được 100% là quyết định này là đúng hay là sai, tại vì không có ai biết được chuyện tương lai cả. Nhưng mà một điểm may mắn của cả chị lẫn em đó là cả hai chúng ta đều chưa có những quyết định nào mà khiến cho bản thân phải day dứt đến cả cuộc đời, hay là phải day dứt đến nhiều năm về sau mà nhớ lại hối hận, ân hận vô cùng. Tại vì tuần này thì chị thấy là làm có một lá thư của một vị khán giả gửi về đúng không em? Dạ đúng rồi, lá thư này thì cũng có chủ đề rất là tương tự như những hai chủ đề trước mà mình đã từng làm đó, ví dụ như là single mom nè, hoặc là người đến sau. Nhưng mà cái lá thư này thì nó lại hơi khác một chút xíu. Lá thư được gửi là như sau: Xin chào chương trình Lời Chưa Nói, xem rất nhiều số của chương trình, tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng đã tìm được nơi để trút bầu tâm sự. Ai cũng có một thời nông nổi, nhưng những quyết định ảnh hưởng đến bản thân mình thì tôi lại không có. Nhưng có một quyết định sai lầm lớn nhất của cuộc đời, đó chính là đã không cho mẹ đi thêm bước nữa. Gần đây tôi gặp lại ông ấy, người đã từng xém chút nữa trở thành ba thứ hai của tôi. Nhưng lúc đó tôi phản đối kịch liệt, đến mức mẹ và ông ấy đã phải chia tay nhau. Sau đó bà hầu như chẳng còn mối tình nào khác, gồng gánh một mình mà nuôi tôi đến tận bây giờ. Khi gặp lại ông cũng đã hơn 10 năm, nhưng một điều khiến tôi hối hận nhất đó chính là khi gặp lại, ông vẫn còn cô đơn một mình. Vẫn là gương mặt hiền từ đó, vẫn là ánh mắt nhìn tôi và mẹ. Còn mẹ tôi thì cũng như vậy. Lúc này tôi mới nhận ra mình ích kỷ quá. Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng có ông ấy rồi, mẹ tôi sẽ bỏ rơi mình. Ở tuổi xế chiều, đáng ra ông bà thủ thỉ có nhau vẫn hạnh phúc hơn là một mình lẻ bóng. Và nếu như năm xưa tôi biết bản thân mình sẽ hối hận, sẽ day dứt, thì tôi đã ủng hộ mẹ và ông ấy đến với nhau. Bởi vì bây giờ tôi dù có thương và lo cho mẹ như thế nào thì bà cũng không thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Đúng, quá khứ thì vẫn là quá khứ, tôi và tất cả mọi người đều không thể thay đổi nó. Nhưng nếu cho tôi được chọn lựa lại, tôi sẽ ủng hộ mẹ để mẹ có được hạnh phúc của riêng mình. Nếu như tôi được chọn lựa thì điều duy nhất trong cuộc đời tôi muốn thay đổi đó chính là tác thành cho mẹ và ông ấy, để họ có được hạnh phúc 10 năm qua. Vậy mà đã bỏ lỡ. Cũng vẫn còn may mắn, tôi vẫn có cơ hội để sửa sai. Ông ấy và mẹ vẫn độc thân đến tận bây giờ, nên tôi nghĩ tôi sẽ là cầu nối giúp mẹ và ông ấy quay lại với nhau. Thì đây là một trong những lá thư mà Hồng Tứ nghĩ vừa đem lại cảm xúc mà vừa có một cái kết hy vọng là hai người này sẽ quay trở lại được với nhau, đúng không Ngọc Ánh? Dạ đúng rồi. Còn riêng em thì khi em đọc lá thư này em cảm nhận như thế nào nè? Em nhận ra một điều luôn đó nha, là đa số trong những cái vấn đề giống như là khi mà mình bị đặt một cái tình huống đi, hoặc là mình bị ở trong một cái hoàn cảnh nào đó khó xử, thì bản thân mình khi đưa ra quyết định mình sẽ kiểu theo bản năng của mình nhiều hơn là lý trí, thay vì là ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ những cái hậu quả nè, hoặc là những cái nào là đúng hoặc là sai, thì mình lại sử dụng là theo cảm xúc, thiên mình nuông chiều cảm xúc của mình nhiều hơn. Khi mà cảm xúc lấn át lý trí rồi á, thì mình sẽ thường đưa ra những cái quyết định đó, và sau này khi nghĩ lại, giống như trường hợp của bức thư này, thì
mình sẽ cảm thấy hối hận và day dứt, tại vì mình đã gây ảnh hưởng đến cuộc đời của mẹ mình và một người đàn ông khác, khiến họ phải bỏ lỡ nhau đến tận 10 năm. Ừ. Thì theo chị nghĩ đó, theo ông Tứ nghĩ đó quý vị, thì khi mà chúng ta nhắc về những sự hối hận đi, những sự day dứt, thì có lẽ là mình sẽ có hai loại, mình tạm chia đó làm hai loại đi. Yeah. Một cái đó là những quyết định sai nhưng mà chỉ là sai nhỏ thôi, có nghĩa là quý vị cũng hối hận đó nhưng mà nỗi buồn nó nhanh chóng nó qua. Chẳng hạn như là em nói việc mà mình chọn sai lớp, thì thôi bây giờ sai lớp, lỡ sai lớp rồi thì cũng buồn chút chút nhưng mà có thể sửa được. Yeah, thì đó rồi. Là những hối hận nhỏ. Tuy nhiên trong cuộc đời này, mỗi lần chúng ta đưa ra một quyết định nào đó thì có thể nó sẽ dẫn đến cho mình một nỗi hối hận lớn hơn trong thời gian sau này. Đó là khi những quyết định của chúng ta gây ảnh hưởng đến một người khác, làm cho người khác bị tổn thương, gây ảnh hưởng đến tinh thần của người khác, vân vân, thì những nỗi hối hận đó sẽ đi theo chúng ta cả một đời. Thì bây giờ chị cũng muốn hỏi Ngọc Ánh là em có một cái nỗi hối hận nhỏ hay lớn nào hay không? Chắc chắn là phải có chứ. Đa phần thì nó sẽ liên quan đến việc học của em nhiều hơn, tại vì em cảm thấy tốn thời gian. Nhưng mà thường những cái quyết định đó thì em cảm thấy là em không muốn thay đổi bất kỳ một cái việc nào ở trong quá khứ nếu như mà có được quay lại. Tại vì em suy nghĩ như thế này là chưa chắc gì khi mà em quay lại ở thời điểm đó, em chọn cái hướng ngược lại hoặc là em chọn cái con đường khác thì kết quả bây giờ nó sẽ tốt đẹp hơn. Thì em nghĩ là thay vì em bằng lòng với hiện tại để mà em có thể lập ra một cái kế hoạch hoặc là một cái dự định nào đó cho tương lai để mà mình thay đổi tương lai nó tốt đẹp hơn, thì em thấy nó khả quan hơn là bây giờ em ngồi đây em suy nghĩ về quá khứ. Chính xác. Và có thêm một cái nữa quý vị, không biết là quý vị có đồng ý hay không, nhưng mà theo Hồng Tứ nghĩ đó, ở trên cuộc đời này không có một người thầy nào mà kiên trì với học sinh bằng người thầy gọi là cuộc đời. Dạ đúng rồi. Tại vì khi mà cuộc đời chưa đưa cho quý vị một bài học đó, nếu như mà quý vị không học được, mình chưa rút ra được kinh nghiệm từ bài học đó, thì cuộc đời sẽ còn tiếp tục dạy cho quý vị, dạy hoài, dạy mãi một bài học đó, đến khi nào mà mình nói là ồ, tôi nhận ra được rồi. Học nhiều kiểu khác nhau, gặp nhiều trường hợp khác nhau, gặp nhiều những biến cố khác nhau, nhưng mà đúc kết lại là cũng là một bài học đó có lẽ là quý vị chưa học được. Tại vì sao? Có rất là nhiều người, chẳng hạn như chị nói trong chuyện tình cảm đi, trong chuyện tình cảm có nhiều người nói là tại sao tôi cứ gặp người đàn ông xấu, tại sao tôi cứ hết quen người này, người đó đối xử không tốt với tôi, rồi xong tôi quay qua tôi quen một anh khác, cũng là một người khác, nhưng mà tại sao kết quả nó cũng y chang như vậy. Đó là lý do tại sao mà quý vị chưa nhận ra được bài học mà cuộc đời này mang lại. Bài học rất là đắt giá và cuộc đời rất kiên trì. Hễ ngày nào mà quý vị còn sống trên cuộc đời này là sẽ còn được học. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Tại vì em tin chắc có một cái câu châm ngôn rất là hay như thế này là everything happens for a reason. Tức nghĩa là chắc chắn khi mà cái điều này xảy đến, không sớm hay muộn, bây giờ không xảy đến thì tương lai cũng sẽ xảy đến. Tại vì sao? Mỗi cái sai lầm ở trong quá khứ, như chị Hồng Tứ nói, thì chắc chắn là mình sẽ học được một cái gì đó, không ít hay nhiều. Mình sẽ học được rất 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 là nhiều thứ từ nó để mà mình hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Chưa chắc gì bây giờ mình ngồi ở đây nè, mình quyết định đúng đi, chưa chắc gì thì bây giờ em đã được ngồi ở đây, hoặc là em học cái ngành nào khác liên quan đến, ví dụ như là accounting này, em sẽ ngồi đây em đánh máy, không có được ngồi đây cùng quý vị khán giả. Và Hồng Tứ nhận ra được một điều đó quý vị, tại vì như thế nào, ở nhà đó thì chị cũng có đôi khi chị cũng nói chuyện với lại ba mẹ là những người đã từng trải nhiều rồi, thì chị cũng có hỏi họ là những bài học nào mà ba, ở nhà chị kêu là ba má, những bài học nào mà ba má đến độ tuổi bây giờ 60 mấy gần 70 tuổi thì cảm thấy là cuộc sống dạy cho được điều gì. Thì chị có nhớ đó là ba của Hồng Tứ nói cho Hồng Tứ nghe được một bài học mà ông học được từ cuộc sống này, ông đúc kết lại thì ông nói là đừng nghe những gì người khác nói mà hãy nhìn những gì họ làm. Và Hồng Tứ nhận thấy là mỗi người như vậy đều không có những bài học giống nhau. Cuộc đời đưa cho quý vị từng cái ngã rẽ, từng hướng đi một, mỗi người sẽ nhận được một bài học riêng tùy theo tình trạng của họ, trong lúc đó họ cần những gì từ cuộc sống này mang lại. Thưa quý vị, thì bây giờ chương trình Lời Chưa Nói sẽ tạm ngừng ít phút. Hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ màn ảnh nha. Thank you.
Ngọc Ánh rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của chương trình Lời Chưa Nói. Thì quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì em cũng có một câu hỏi muốn hỏi chị nè. Có phải là cái người mà họ hối hận nhiều thì là những người thường mắc phải sai lầm hay không? Cái này đó thì chị nghĩ không đúng lắm. Cũng có nhiều người nghĩ là khi một người hối hận nhiều quá thì chắc hẳn là người này không tốt đâu. Tại vì làm sai nhiều thì mới hối hận nhiều. Nhưng mà không đúng nha quý vị, theo ông Tứ nghĩ là không đúng. Tại vì sao? Một người biết hối hận là có nghĩa là họ nhận ra được sai lầm của mình trong quá khứ. Và họ rút ra được bài học thì lúc đó họ mới cảm thấy hối hận. Còn chẳng hạn như một người làm sai nhưng mà họ không cảm thấy hối hận, có nghĩa là họ nghĩ cái việc đó là họ làm đúng. Thì chắc chắn rằng họ chưa nhận ra được bài học đó. Và một điểm nữa là cuộc đời sẽ còn đưa cho họ một bài học đó với cách dạy khác nhau, với một người khác và với một giáo viên khác, và để dạy lại y chang cái bài học đó. Thì để có được sự hối hận là ông Tứ biết chắc là người đó phải nhận ra được điểm sai. Nhưng mà để nói hối hận giúp cho chúng ta như thế nào trong cuộc sống là tùy theo mỗi người. Có người thì vì những nỗi hối hận đó dằn vặt suốt cả cuộc đời mà không có thể nào thoát ra được khỏi cái quá khứ. Nhưng có một số người thì sẽ dựa vào những cái hối hận đó rút ra được bài học cho bản thân và từ đó hoàn thiện bản thân mỗi một ngày trên con đường của cuộc sống này. Dạ đúng rồi. Ngoài ra đó thì ví dụ như phân tích theo góc độ khoa học một chút xíu đi, thì mỗi lần mà mình stress, mỗi lần mà mình mệt mỏi hay là mỗi lần là mình có những cái suy nghĩ tiêu cực thì chắc chắn là não bộ của mình, như mình đã từng nói, sẽ tiết ra những cái hormone rất là xấu. Và những cái hormone này ảnh hưởng không chỉ đến não bộ mà còn đến cơ thể của mình, tại vì não bộ là trung tâm để mà điều khiển hết cơ thể. Cho nên là khi mà những cái hormone xấu đó xảy ra thì mình sẽ luôn luôn chìm đắm trong cái quá khứ. Và bản thân mình, cái tâm lý của mình sẽ luôn luôn nghĩ là quá khứ mình chọn con đường khác nó sẽ tốt hơn. Và những cái điều đó sẽ khiến mình không có nhìn về tương lai, mà mình lúc nào cũng là quay cái đầu ngược lại để mà mình nhìn về quá khứ. Thì nếu như mà như vậy thì thường mình hay nói vui với nhau là cứ quay đầu lại thế nào cũng sẽ dắp cục đá té nữa cho con. Đúng, chính xác. Thì khi mà chúng ta nói về những quyết định của cuộc sống này, chắc quý vị sẽ nói là bây giờ tôi đưa ra một quyết định mà bây giờ tôi sợ là tôi sẽ hối hận trong tương lai sau này, rồi bây giờ làm sao mà đưa ra quyết định nào nữa, đúng không nè? Đúng rồi. Thì khi mà mình nói về những quyết định của cuộc đời và nói về những sự hối hận mà mỗi một người phải trải qua thì chúng ta quan tâm đến ba yếu tố. Thứ nhất là quá khứ, thứ hai là hiện tại và thứ ba sẽ là tương lai. Khi mà quý vị hối hận là quý vị suy nghĩ về những việc quá khứ, mà những việc quá khứ thì chúng ta không thể nào thay đổi. Và khi mà chúng ta suy nghĩ quá nhiều về quá khứ thì chúng ta quên mất thời điểm hiện tại là chúng ta đang sống, chúng ta đang có người thân, chúng ta đang có bạn bè. Những sự việc diễn ra xung quanh mà mỗi một giây quý vị đi qua như vậy nó đã trở thành quá khứ rồi. Dạ, đúng rồi. Mình không sống được với hiện tại. Và bây giờ chúng ta lo sợ là những quyết định mà chúng ta đưa ra ở hiện tại này nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng có ai biết là tương lai xảy ra như thế nào đâu. Dạ đúng rồi. Không ai biết là tương lai xảy ra như thế nào hết. Hồng Tứ ngồi ở đây nhưng mà không biết là ngày mai mọi việc nó sẽ diễn ra như thế nào. Cho nên bây giờ mình phải nói là những quyết định mình đưa ra ở tương lai thì mình phải dựa vào những cái yếu tố nào, khi mà mình không biết là tương lai xảy ra như thế nào và mọi việc mình có thể kiểm soát hiện tại, đó chính là hiện tại của chúng ta. Thì việc đưa ra quyết định, em có những cái tip, có những cái mẹo nào mà trước khi em đưa ra một quyết định quan trọng hay không? Em nghĩ là cái điều đầu tiên như mà em đã từng chia sẻ rồi, đó chính là tại vì khi trong bắt buộc mình phải đưa ra một quyết định hoặc là bắt buộc mình phải đưa ra một câu trả lời thì thường ở thời điểm ngay cái khoảnh khắc đó mình sẽ dựa theo bản năng cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Cho nên thay vì mà mình cứ ngồi đó mà mình kiểu bây giờ phải làm sao và cuối cùng mình đưa ra một cái quyết định mà khiến sau này mình phải hối hận, thì để tránh tối thiểu những cái trường hợp đó thì mình sẽ bằng cách là mình ngồi xuống, mình suy nghĩ xem là bây giờ nếu như mình đi con đường này hậu quả và hiệu quả nó sẽ như thế nào, hoặc là mình đi con đường ngược lại thì nó sẽ có những cái trắc trở như thế nào, liệu là hai cái đó cái nào sẽ dễ cho mình hơn hoặc là cái nào mình sẽ thích hơn. Chính xác là như vậy. Ngoài ra thì có thể là mình ngồi mình lập cái bản kế hoạch, giống như thời gian này thì ở nhà nhiều quá thì em sẽ thường là ngồi xuống là viết lịch là một, thứ hai nữa là sẽ viết project xem là những cái nào mà nó có lợi cho em, còn những cái nào mà em cảm thấy là ồ, công việc này em có thể tạm gác lại qua ngày hôm sau, công việc này em cần phải làm liền. Đó là những cái mà khiến em cảm thấy là khi mà bây giờ lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh thì sau này á, lỡ mà có sai thì mình cũng sẽ thấy là thôi không sao. Mình đã học được là mình sẽ điều chỉnh lại cái plan của mình để nó hợp lý hơn trong tương lai. Đúng, thì đó là khi quý vị có được khoảng thời gian để mà mình suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Nhưng nếu như trong trường hợp là quý vị chúng ta không đủ thời gian và mình phải lập tức đưa ra một quyết định nhanh chóng thì chúng ta cần phải suy nghĩ đến những việc gì? Một trong những tiêu chí mà Hồng Tứ đặt ra hàng đầu khi mà Hồng Tứ phải đưa ra một quyết định nhanh chóng đó chính là không được làm tổn thương bất cứ người nào với cái quyết định của mình. Dạ, đúng rồi.
Đó là một trong những cái tiêu chí. Tại vì sao? Hồng Tuyết suy nghĩ đó, khi mà quyết định của bản thân đưa ra, mình chịu trách nhiệm với quyết định đó, và cuộc đời của mình nó đi về hướng nào, cái đó là trách nhiệm của bản thân mình. Mình có thể thay đổi được, nếu như mà nó đi không đúng hướng, mình không đạt được kết quả như ý, thì chúng ta có thể làm lại, chúng ta có thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu như mà vì quyết định của mình gây ra nỗi đau cho người khác, thì cái này liên quan đến cuộc đời của một người khác rồi. Mình không thể nào thay đổi giúp cuộc đời của họ, mình không thể nào làm xoa dịu nỗi đau mà họ cảm nhận vì quyết định của mình. Cho nên cái đó là một trong những cái tiêu chí hàng đầu mà Hồng Tứ nghĩ là mỗi khi chúng ta bắt buộc phải đưa ra quyết định trong thời gian ngắn thì phải suy nghĩ là quyết định của mình ảnh hưởng đến những ai. Dạ đúng rồi, tức nghĩa là mình sẽ bắt buộc mình đặt mình vào trường hợp của người đó. Tức nghĩa là chúng ta có một cái như thế này, chúng ta sẽ luôn luôn khi mà mình quyết định, mình sẽ luôn luôn nuông chiều cái bản xúc của mình, mà mình quên là cái người đối phương của mình, cái người đối diện hoặc là cái người ở trong kế hoạch của mình, họ có bị ảnh hưởng hay không. Là mình thường không có đặt mình vào người đó. Cho nên khi mà mình suy nghĩ nhiều cho người khác, hoặc là mình giống như trong lá thư mà mình lần trước đi, thì tại vì khi mà cái chú này đó không có, chưa có kịp mà suy nghĩ cho mẹ của mình, chưa kịp suy nghĩ cho tương lai, thì chú đã quyết định là bây giờ tôi phải ích kỷ một lần, tức nghĩa là tôi phải lo cho tôi trước đã. Cho nên đó là một cái điều sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến với tương lai hoặc là đời sống của người khác. Cho nên khi mà suy nghĩ hoặc là làm cái việc gì đó thì mình hãy đặt mình vào trường hợp của người khác để mà mình không có mắc phải cái sai lầm này. Và nếu như mình đã từng mắc phải cái sai lầm này rồi thì Ngọc Ánh chắc chắn là chúng ta sẽ học được một cái bài học từ đó, và sau này để mình hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Thì đây là cũng là một cái chia sẻ rất là hay. Tại vì lúc nãy Ngọc Ánh giống như là cũng có nói với lại quý vị rồi, cho dù có quay trở lại quá khứ thì có nên thay đổi việc gì hay không thì thật sự là không nên. Tại vì sao? Mỗi một người chúng ta đều có một quyển sách riêng, mỗi cuộc đời của mỗi người là một quyển sách riêng, không có ai giống ai cả. Cho dù Hồng Tứ đã trải qua hay là quý vị đã trải qua một kinh nghiệm nào đó rồi và bây giờ muốn chia sẻ lại cho người đến sau, người đi sau, thì chưa chắc gì họ cũng sẽ nhận được một cái bài học giống như là quý vị đã từng học và đã từng muốn chia sẻ để họ tiết kiệm thời gian. Tại vì sao mà Hồng Tứ đưa ra cái ý kiến này? Tại vì chị để ý đó, các bậc làm cha làm mẹ thì thường có một cái tâm lý là muốn bảo vệ cho con của mình, tại vì họ đã trải qua rồi. Dạ, đúng rồi. Những chuyện chia tay rồi, những chuyện khóc lóc ỉ ôi họ trải qua hết rồi, họ muốn giúp cho con của họ không phải đau khổ giống như vậy. Họ muốn giúp cho con của họ không phải đi vào vết xe đổ giống như là ba là mẹ đã từng. Cho nên họ muốn là bây giờ bố mẹ đưa cho con cái quyết định như vậy đó, con phải làm theo. Bây giờ mặc dù là con không thích cái quyết định đó, nhưng mà sau này con sẽ thích. Đó thì nghĩ là sẽ giúp cho con của mình. Nhưng mà Hồng Tứ thiết nghĩ đó quý vị, khi một đứa trẻ, quý vị nói là lửa nóng lắm đừng có đụng. Chắc chắn là sẽ đụng. Lửa nóng lắm đừng có đụng là mình biết chắc chắn 100% đó là sự thật luôn đó. Đụng là phỏng đó con. Nhưng mà đứa trẻ đó nó cũng sẽ suy nghĩ phỏng là cái gì, nóng là cái gì, có thật sự là đụng vào sẽ bị phỏng hay không, nó phải thử một lần. Dạ đúng rồi. Bởi vậy cho nên trước sau gì nó cũng sẽ thử thôi. Mà việc làm cha làm mẹ có nghĩa là đưa cho con những lựa chọn sáng suốt, rồi đi con đường nào đó là quyền tự do của con. Dạ đúng rồi. Tức nghĩa là mỗi người chúng ta sẽ có một cái hành trang, một cái cuộc đời riêng cho mình, và nếu như mình không trải qua thì mình sẽ không học được, đúng không chị? Nhưng mà đối với một số trường hợp thì khiến mình sẽ day dứt cả đời hoặc là hối hận cả đời, thì em không biết là mình sẽ có những cái tips nào hoặc là những cái cách nào gọi là tâm lý đó để mà có thể cải thiện hơn về những cái tâm lý mà mình đã bị trong quá khứ nè. Chắc chắn là có. Cái thứ nhất đó quý vị, khi mà mỗi người trải qua những chuyện căng thẳng trong quá khứ, mà Hồng Tứ nói là những việc lớn đi, thì mỗi lần mà họ căng thẳng thì bây giờ chúng ta cần làm những gì? Quý vị bình tĩnh lại, hít thở sâu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cố gắng nhìn mọi vật xung quanh, chẳng hạn như nói là bây giờ chị nhìn em, chị thấy em mặc cái áo màu hồng, cái váy màu đen. Cố gắng là làm cho đầu óc của mình không tập trung vào chuyện đó quá, để mà mình đi vào một cái lỗ sâu, mình cứ đi như thế mà mình bắt đầu mình trầm cảm dần. Mình phải vượt qua khỏi nó bằng cách là mình phân tán sự tập trung của mình vào chuyện đó, mình phân tán ra chỗ khác. Và sau đó quý vị lấy giấy viết, chúng ta viết ra. Viết ra một hồi là quý vị sẽ cảm thấy là những cái khúc mắc trong đầu óc của mình nó sẽ được giải tỏa, và dần dần chúng ta nên nhớ chúng ta còn hiện tại, chúng ta còn tương lai, và nghĩ đến người thân, thì quý vị từ từ sẽ vượt qua được những nỗi khúc mắc mà quý vị đã từng trải qua. Dạ vâng, chính xác. Bởi vì một cái nữa đó chính là tại vì cuộc đời sẽ không có những cái giá như, cho nên là Ngọc Ánh và chị Hồng Tứ cũng hy vọng là quý vị khi đưa ra một cái quyết định nào đó thì hãy suy nghĩ thật kỹ và thật bình tĩnh, và hãy cân bằng giữa
cảm xúc và lý trí để mà mình có thể mình giảm thiểu cái vấn đề mà mình sau này có sẽ bị hối hận. Và chương trình Lời Chưa Nói ngày hôm nay cũng đến đây cũng xin tạm dừng. Mọi chi tiết thắc mắc hay là những tâm thư, tâm tình mà mình chưa kịp thổ lộ ra thì cũng có thể gửi thư về cho chương trình thông qua email lờichưanoi@gmail.com. Chúng ta sẽ có hai khung giờ phát sóng trên hai băng tần 57.11 thứ tư vào lúc 8:30 sáng, thứ bảy vào lúc 9:30 tối. Băng tần thứ hai là 16.11 thứ bảy vào lúc 7:00 sáng và 6:00 tối. Ngọc Ánh và chị Hồng Tứ rất cảm ơn quý vị khán giả. Hy vọng Ngọc Ánh và chị Hồng Tứ sẽ gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ tới.